Hôm nay mình sẽ nấu ốc bươu đen hấp sả nha mọi người. Đó. Ở đây thì mình có ốc nè. Đó, một bầy luôn. Con này của mình mà hết nha mọi người. Đó. Nè. Đó. Mình sẽ rửa nước nha mọi người. Nước sạch. Và rồi mình rửa xong rồi thì mình sẽ bỏ ốc vào rổ cho nó ráo nha. Ốc này mình chà thật sạch rồi rửa qua nước nha mọi người. Rồi để cho ốc tháo nước thì bây giờ mình sẽ để sả vô nồi nha. Okay. Mình cắt sả xong mình để ở phần dưới rồi mình xếp ấp vô rồi mình bỏ lá nữa, trên đầu nữa của ấp nữa nha. Rồi. Rồi, sau đó mình sẽ bỏ sả vô cái đầu nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho một muỗng hạt nêm nha. Rồi một muỗng bột ngọt nè. Đó. Rồi thêm là một miếng nước mắm nha. Rồi rồi mình sẽ cho tiêu vô nhé. Mình sẽ chờ nó. Mình sẽ nấu từ 8 đến 10 phút nha mẹ. Nha mọi người. Cho vào một ít tiêu xanh nha cả nhà. Rồi sả thì mình sẽ bằm một ít sả để làm nước mắm chấm nha. Sả này một á là mình sẽ mua ngoài chợ cả nhà, thì khỏi sắt khỏi bầm nha. Còn nếu nhà mình có trồng á thì mình sẽ bầm như thế này nha. Ai ăn cay thì mình sẽ sắt thêm ớt nha cả nhà. Thì chê ớt này cả nhà, chê ớt này rất là cay nha. Để giảm bớt cái độ cay á, mình cắt, mình lấy cái phần hạt ra nha cả nhà. Ớt này rất là cay luôn. Rồi ớt này với sả thì mình sẽ bầm chung với nhau nha.
Bé mình thì nó còn nhỏ lắm nghe cả nhà, nó chưa có bầm xả sắc xả được, nên là mình không dám để cho bé bầm xả, nên là bé chỉ nấu, mình mới dạy cho bé nấu thôi. Còn cái phần sắc còn bầm gì đó thì mình sẽ làm thay bé. Và đây là phần xả mà sau khi đã bầm xong rồi cả nhà, mình cho một ít nước mắm vào nè. Nước mắm này thì nước mắm chua ngọt nha, rồi có đường nè, chanh nè, rồi nước mắm nè cả nhà. Sau khi ốc này nấu tầm khoảng 5-6 phút cả nhà thì mình đã nắp ra nha, cho nó ốc được chín đều. Khi mà những con ốc đã chóc mài rồi á cả nhà thì mình vẫn phải nấu thêm một chút nữa nha, cho nó ốc nó sẽ chín. Thì để khi mà nấu được cái món ốc này nè cả nhà, thì ốc là mình mua cũng được 3-4 ngày rồi nha, rồi mình ngâm cho nó nhả ba cái sình ra cho nó hết á. Thì trước khi mình nấu là mình ngâm sao đêm nó bằng nước cơm á cả nhà, rửa lại thêm nhiều bằng nước nữa. Cái này là ốc nó sẽ chóc mài nó đều hết rồi nè, là ốc đã chín rồi đó cả nhà. Ốc nấu vừa chín tới thì nó mới ngon nha, chứ mà nấu cục quá thì nó cũng không ngon nha cả nhà. Mình nấu tầm cỡ 8 tới 10 phút là được rồi. Mấy ốc này mình ngâm hổng dài nè, nên là nó cũng hơi bị ốm. Rồi đổ ra thôi. Wow. Rồi chuẩn bị một cái thau với cái gỗ đó cả nhà. Thì cho ốc ra ha. Những cái cọng xả này thì mình vớt ra. Rất là tuyệt vời luôn nè cả nhà ơi. Đây là chén chấm đây. Đấy, rất là ngon nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức ốc bu đen hấp xả với gia đình mình nha. Món này ăn chấm với mắm xả cay cay ngon lắm.